Xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin được đọc lời Chúa được chép ở trong sách Tân Ước Matthew đoạn 14 từ câu 22 đến 33. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng: ấy là một con ma. Rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phê-rơ bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phê-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa, Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi thì Phê-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống dưới nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phê-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy, thật là con Đức Chúa Trời. Amen. Mỗi lần về lại California, không những được ăn ngon, có người nói thì ăn ở Cali không những ngon nhưng mà sạch, còn ăn những chỗ khác thì chưa dám nói. Có thể ngon nhưng mà không biết có sạch không. Nhưng mà đó là điều chúng tôi thấy mỗi lần về Cali là làm chúng tôi rất là vui mừng. Không những là ăn những thứ ăn Việt Nam, gặp gia đình, thân yêu, nhưng mà mỗi lần đến Hội Thánh Chúa tại Hội Thánh Thanh Lễ thì chúng tôi thấy rất là gần gũi, rất là thân thương. Cho nên nguyện xin Chúa chúc phước ban ơn cho Hội Thánh Chúa, ông bà mục sư, quý vị mục sư, ban chấp hành Hội Thánh, cũng như quý cụ, quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, 11 năm hầu việc Chúa tại Mã Lai, Chúa cho chúng tôi thấy được tình bàn tay làm việc của Chúa rất là lạ lùng. Có những người bị quỷ ám, quỷ nhập được Chúa giải cứu. Có những người có những chứng bệnh thì Chúa đã chữa lành. Có những người mà băng đảng, đầu gấu, có những người tay anh chị rất là dữ tợn ở Việt Nam thì qua bên Mã Lai làm việc. Có những người xăm mình xăm mẩy thì qua bên đó Chúa gặp họ, họ đụng chạm, Chúa đụng chạm cuộc đời của họ thay đổi. Và trong 11 năm qua, Chúa cho chúng tôi thấy tại Mã Lai có hai hội thánh Việt Nam được thành lập và hai điểm nhóm, có nghĩa là tổng cộng 4 điểm nhóm ở tại Mã Lai. Điều tạ ơn Chúa hơn nữa là trong 11 năm qua, những anh em Mã Lai đã trở về Việt Nam và họ đã mở 30 điểm nhóm tư gia ở tại Việt Nam. Cho nên bây giờ thì chúng tôi có trách nhiệm gián tiếp hoặc là trực tiếp là 34 điểm nhóm, 4 điểm nhóm ở tại Mã Lai và 30 điểm nhóm ở tại Việt Nam. Điều đó chúng tôi tạ ơn Chúa trước hết. Thứ hai là cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại đây và những Hội Thánh Baptist trong những ngày tháng qua, trong những năm tháng qua kiên trì và hy sinh cho công việc Chúa mỗi lần dâng hiến cho quỹ hợp tác Cooperative Program của Southern Baptist Convention, và cũng như mỗi Giáng sinh quý vị đã đóng góp hy sinh cho chương trình quỹ Latimun cũng như những cái quỹ truyền giáo khác. Thay cho các anh em truyền giáo ở hải ngoại, chúng tôi thành thật cảm ơn Hội Thánh Chúa tại đây, quý vị mục sư, đầy tớ Chúa và những con dân Chúa dâng hiến cho công việc Chúa ở hải ngoại. Một điều chúng tôi xin quý vị cầu nguyện cho là trung tâm cơ quan truyền giáo hải ngoại bây giờ thì đang có vấn đề khủng hoảng về tài chính. Họ đã bán hết tất cả những bất động sản ở ngoại quốc để lo cho các giáo sĩ nhưng mà không đủ, cho nên bây giờ thì 5.000 giáo sĩ họ đã xin, 5.000 giáo sĩ đó là ít nhất có từ 600 đến 800 người cần phải về hưu hoặc là phải nghỉ việc, và họ đề nghị sẽ tình nguyện và họ ước có thể sẽ cắt cái số người từ 5.000 người xuống còn 2.500 bởi vì không đủ tài chánh để sai người đi.
thì chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho biết đâu trong những sự khó khăn như thế này thì những con dân Chúa ở những vùng địa phương, thay vì chờ đợi những giáo sĩ đến để lo, để cộng tác với lo công việc Chúa, thì chính những hội thánh địa phương, hội thánh mỗi một vùng khác nhau, mỗi một nước khác nhau, thì tự đứng trên chân của mình để lo và truyền giáo cho người của mình và truyền giáo cho những dân tộc mà đang ở chung quanh. Đó là điều mà chúng tôi chia sẻ cùng quý ông bạn chị em hội thánh để cầu nguyện cho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa chung với nhau, nghiên cứu lời Chúa, coi thử Chúa hướng dẫn chúng ta trong cái đề tài bước đi với Chúa trong bão tố. Chúng ta bước đi như thế nào? Làm sao chúng ta bước đi? Chúng ta bước đi với Chúa chứ không phải chúng ta tự đi một mình ở trong bão tố. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ này chúng con sẽ học lời của Ngài. Xin Chúa phán, xin Chúa mở trí chúng con để chúng con hiểu lời của Ngài. Mở mắt chúng con để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Mở tai chúng con để chúng con nghe thấy tiếng phán của Ngài. Mở lòng chúng con để chúng con đón nhận lời của Chúa và mở đời sống của chúng con để chúng con can đảm làm theo, áp dụng. Xin Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay dạy dỗ, nhắc nhở, chỉ bảo, hướng dẫn chúng con trong những cơn bão tố của cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bạn chị em, làm sao chúng ta đi ở trong cơn bão tố? Trước hết là chúng ta phải đi với Chúa. Có ba điểm mà chúng tôi học hỏi được qua lời Chúa và khi làm việc chung với những anh em công nhân trong những ngày tháng qua, thì có ba điểm mà chúng tôi đề nghị với quý ông bạn chị em. Điểm thứ nhất, khi chúng ta muốn bước đi với Chúa ở trong bão tố thì chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa phán trong cơn bão tố. Bình thường chúng ta có thể dễ lắng nghe Chúa nếu mọi sự yên lặng, mọi sự tốt đẹp. Nhưng mà khi có những khủng hoảng trong cuộc đời của chúng ta, có những cái emergency, có những cái bão tố, có những sự nguy cập xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, lắm lúc chúng ta sẽ không nghe được tiếng Chúa. Chúng ta suy nghĩ về Phi-rơ. Phi-rơ đang ở trên thuyền, các môn đệ chèo, bão tố đến. Và giữa biển như vậy thì thấy một bóng người đi trên mặt biển. Thì họ sợ, lo, tiếng gió thổi, tiếng bão tố đến. Thì lúc này thì chúng ta thấy rằng nếu họ không nghe tiếng Chúa, nếu Phi-rơ không nghe tiếng Chúa, thì Phi-rơ không dám bước ra khỏi chiếc tàu bình an, yên tĩnh của ông ta. Cho nên Phi-rơ đã lắng nghe tiếng Chúa trong bão tố. Mặc dầu tiếng động, tiếng gió thổi, bao nhiêu là giông tố tiếng động xảy đến như vậy, mà ông ta vẫn nghe được tiếng Chúa phán với ông ta. Có thể trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người chúng ta đang ngồi tại đây, đối diện với bệnh tật, đối diện với thất bại, đối diện với thất nghiệp, đối diện với những cái xung khắc trong gia đình, con cái phản loạn, gia đình chúng ta căng thẳng, có những cơn bão tố nó xảy đến trong cuộc đời chúng ta, dồn dập từ cơn bão tố này đến cơn bão tố khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta giống như Phi-rơ, lắng nghe được tiếng phán của Chúa và đến với Ngài. Chúa gọi Phi-rơ không phải là chỉ cho Phi-rơ đi trên biển để biểu diễn cho người khác xem, à tôi có thể đi trên biển cả nè, tôi có thể đứng trên bão tố được nè. Chúa gọi Phi-rơ bước ra khỏi thuyền để làm gì quý ông bạn chị em? Hãy đến với Ngài. Nếu đó là Chúa, xin Chúa hãy khiến con đến với Ngài. Chúa nói sao? Hãy đến đây. Khi Chúa gọi chúng ta thì thường thường Ngài muốn chúng ta có một mối liên hệ. Ngài muốn chúng ta đến gần Ngài, ở sát bên Ngài, và chúng ta đến để bám víu lấy Ngài trong cơn bão tố. Nếu chúng ta có những hoạn nạn khó khăn trong cơn bão tố, ở tại một cái vùng miền Bắc Việt Nam, một vùng sâu, vùng xa, một trong những dân tộc chưa biết đến Chúa, ít người biết Chúa, thì trong vùng dân tộc này có một cái anh thanh niên đã đến Mã Lai làm việc. Anh này là tên ảnh Điệp, ảnh đến đó, ảnh kinh nghiệm được gặp Chúa. Và khi anh ta gặp Chúa rồi thì
anh lập gia đình. Hai vợ chồng thì được Chúa nói rất là rõ ràng, và anh ta cảm nhận được là Chúa nói với anh ta trở về Việt Nam. Anh ta định về Việt Nam là đi và đến Hà Nội, ở tại Hà Nội để làm việc, để có tiền, bởi vì anh ta có nghề. Nhưng mà Chúa gọi anh ta, Chúa tiếng gọi thôi thúc của Chúa, anh ta về làng, anh ta làm chứng và hướng dẫn nhiều người trong làng anh ta tin Chúa. Thì bắt bớ phải đến chính quyền địa phương, những người trong trong bản, trong làng đã đưa ra những cái chỉ thị, đóng những cái cọc, đưa những cái bản là trong làng này là không có một đạo nào khác hết, chỉ có đạo của làng này thôi, là tế trâu tế bò, là dâng hương tế thần tất cả, nhưng mà không có một đạo nào được có thể xen vào trong làng này. Họ đã bắt bớ đánh đập anh ta. Khi họp lại nhóm thờ phượng Chúa, giống như những cái cuộc họp nhóm như thế này, có những lúc họp phải nhóm rất là khuya, 11, 12 giờ khuya, 1 giờ sáng. Có những lúc mà chính quyền biết được thì họ đã cho người đến phá, quăng đá vào cửa sổ, quăng trứng thối. Có một lúc khi mà thờ phượng Chúa vào mùa Giáng sinh thì họ đã cúp điện, cắt điện nhà anh ta. Rồi có lần thì đã công an đã đến và đã đánh, và khi bố anh ta ra can thì đã can thiệp, thì đã công an đã đánh bố của anh ta vỡ đầu và phải đưa vào nhà thương. Thì bà mẹ bà thấy chồng của mình bị đánh về, bà chạy ra bà khóc lóc om sòm. Thì trong cái cuộc xô xát đó thì bà bị dẫm lên và bà bị ngất xỉu, cũng phải đưa vào bệnh viện. Thì anh ta rất là sợ, anh ta nói Chúa kêu gọi con về làng để nói về Chúa cho dân tộc của con, thì bây giờ bắt bớ quá, thôi anh với lại vợ anh đi ra Hà Nội để sống ở Hà Nội. Nói thôi bây giờ ở Hà Nội khỏe hơn, sướng hơn, đông hơn, đi làm có tiền mà đỡ bị bắt bớ. Thì ra Hà Nội một thời gian anh làm có tiền và ở tại đó. Nhưng mà cái tiếng thôi thúc của Chúa trong lòng, anh ta nhớ là lúc anh ta tin Chúa tại Mã Lai thì Chúa đã kêu gọi anh ta trở về, cho ta muốn con trở về làng dân tộc của con để nói về Chúa Giê-xu, nói về ta cho dân tộc của con. Thì trong những cái trăn trở đó thì anh ta với vợ anh ta quyết định rời khỏi Hà Nội, trở về làng trở lại để nói về Chúa. Về làng thì kỳ này cũng bắt bớ, nhưng mà bắt bớ cách khác. Về đó thì mỗi một tháng như vậy thì anh nói trung bình là anh ở tại cái đồn công an ít nhất là từ 10 đến 15 ngày. Có những ngày họ kêu anh lên, sáng là 8 giờ gọi lên, đó, anh lên đây chúng tôi làm việc, gửi giấy lên, làm việc, anh ngồi đó nha. Ngồi đó thì sáng đến trưa, trưa nó anh về anh đi kiếm gì ăn đi được trở lại, đi ăn 12 giờ trưa, 1 giờ trở lại, anh ngồi đó đi, chờ chúng tôi làm việc. Cứ chờ như vậy cho đến chiều, chiều thôi anh về đi thôi, mai tôi làm việc với anh. Và họ cứ tìm đủ mọi cách họ làm như vậy để vô hiệu hóa anh ta không có thời giờ đến đi, không có cơ hội để làm chứng, không có cơ hội để phát truyền đạo đơn, chứng đạo đơn, không có cơ hội để đi học kinh thánh, nhóm lại thờ phượng Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì anh ta nghe tiếng phán của Chúa, mặc dù những cơn giông bão, những sự bắt bớ, thử thách đến với anh ta như vậy, thì anh Điệp, vợ anh ta vẫn trung tín yêu Chúa và nói về Chúa cho dân tộc của mình. Và cảm ơn Chúa thì chúng tôi nghe được biết là bây giờ hội thánh ta có trên 70 người dân tộc đã mở lòng tin nhận Chúa. Bây giờ phải chia ra những nhóm nhỏ khác nhau để mà gọi là hội thánh, không là những là hội thánh tư gia mà hội thánh lưu động đó. Có nghĩa là di động chỗ này chỗ khác, mình có điện thoại di động đi chỗ này chỗ khác mình gọi được, cell phone. Thì bây giờ họ có cell churches mà cell in a different way, có nghĩa là họ di chuyển từ nhà này qua nhà khác để như vậy thì mới tránh cái sự bắt bớ. Và đây là một trong những cái điểm nhóm mà anh ta nhóm thờ phượng Chúa ở tại Việt Nam. Có những đêm anh nói rằng anh trăn trở, anh nói anh muốn rời khỏi cái vùng này, sao mà bắt bớ theo Chúa mà bị bắt bớ quá như vậy, làm công việc Chúa mà bị đánh, bị đập, bị tối ngày cứ ngồi trên đồn công an như vậy. Nhưng mà có những lúc anh ta thức nguyên đêm ở trong cái vườn chuối của anh ta như vậy, cầu nguyện với Chúa, và Chúa cũng xác định nói với anh ta rằng ta muốn con ở lại chịu đựng để mà lo cho những con chiên, những người mới tin Chúa. Cho nên anh ta vẫn tiếp tục ở lại hầu việc Chúa tại đó. Và anh ta là một trong những nhân sự ở Việt Nam mà hầu việc Chúa hiệu quả nhiều nhất, bị bắt bớ nhiều nhất, nhưng mà là kết quả nhiều nhất ở tại Việt Nam của em và anh chị. Anh Điệp Führer nghe thấy tiếng Chúa trong bão tố, cho nên có thể bước đi với Chúa được. Xin Chúa cho tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải có thời giờ để nghe tiếng Chúa. Chúng ta phải có thời giờ mỗi sáng để tĩnh nguyện, để nghe thấy tiếng Chúa phán. Mỗi lần học kinh thánh chúng ta lắng nghe thì
Chúa nói gì với chúng ta trong đoạn này. Mỗi lần chúng ta nghe giảng, chúng ta coi thì Chúa ơi, xin Chúa dạy con điều gì. Chứ không phải nghe cái đoạn này, ồ, cái này là tôi nghĩ là chắc Chúa nói với ông chồng tôi, Chúa nói với bà vợ tôi, Chúa nói với ông đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nghe thấy chiến phán của Chúa. Chúa muốn chúng ta làm gì trong cái sự trăn trở trong những bão tố của cuộc đời. Điều thứ hai, điều thứ nhất là chúng ta phải nghe thấy tiếng Chúa. Điều thứ hai, chúng ta muốn bước đi với Chúa trong bão tố thì chúng ta phải kêu cầu Chúa cứu giúp giữa cơn bão tố. Chúng ta có thể nói là kêu cầu cấp cứu Chúa đó, là tức đắc chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Chúng ta nói ở cái câu này thì mục sư đâu cần giảng đâu, thì dĩ nhiên mình có năng đề thì mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, phải không? Of course, mình phải làm đó, phải mà cần gì mà mục sư phải chia sẻ điều này. Tôi biết là tôi có năng đề, tôi đến với Chúa. Có thật vậy không quý bạn trên? Tôi nhiều khi có năng đề, thí dụ như đau đầu, ôi lấy aspirin uống, lạnh quá, bật máy sưởi lên, nóng, bật máy lạnh lên. Có nghĩa là mình tự giải quyết những cái công việc của mình, và mình nghĩ rằng nếu có vấn đề gì mình cứ giải quyết. Không được rồi mình nói, thôi chắc mình phải về, phải ngồi xuống cầu nguyện với Chúa. Nếu ông Phi-rơ đang đi giữa biển như vậy mà ông ta gọi là thấy sóng gió mà ông ta sập xuống, thì ông ta có nói, bây giờ tôi đã học bơi bao nhiêu năm, tôi là thủy thủ, mà tôi là người mà đánh cá bao nhiêu năm, tôi biết bơi, tôi biết lội, tôi phải lo. Nhưng mà ông ta biết là trong cái giông bão như vậy thì ông ta không thể bơi được, ông ta không thể lội được, ông ta không thể nổi được, ông ta sẽ chìm. Thì những lúc đó chúng ta thấy ông nói sao? Chúa ơi, cứu con. Bản cũ thì nói là tới 5 chữ rằng Chúa xin cứu con, tới 5 chữ. Còn bản mới đây là Chúa ơi cứu con. Mà quý vị nếu cầu nguyện bằng tiếng Anh còn nhanh hơn nữa, có 3 chữ thôi: Lord save me. Chúng ta có những lúc chúng ta phải suy nghĩ rằng là bất cứ điều gì nhỏ hay là lớn đến trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải đến với Chúa trước, đến với Chúa cầu nguyện trước rồi mới đi bác sĩ, đến với Chúa cầu nguyện trước rồi mới nói chuyện với con gái của mình á, sẽ gả nó cho ai, đến với Chúa trước rồi nói với con, rồi mới nói với con trai mình á, ba mẹ cảm thấy là cái cô đó trong nhà thờ được, ba mẹ đang cầu nguyện cho con. Đến với Chúa trước, trước khi mình đi xin việc làm, đến với Chúa trước, trước khi mình muốn mở một cái kinh doanh, một cái tiệm ăn, một cái tiệm nail, vân vân và vân vân. Nhiều khi mình làm hết xong xuôi hết rồi, thôi mời mục sư đến cầu nguyện chúc phước cho cái công việc của mình. Đúng ra chúng ta phải làm ngược lại. Chúng ta phải đến với Chúa trước trong tất cả mọi khía cạnh cuộc đời của chúng ta. Thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ giải quyết những điều khác. Bởi vì Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 nói như vậy. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Kêu cầu Chúa. Bức hình tiếp theo thì cho quý vị thấy có một cái người kêu gào với Chúa. Anh Lợi, có bố của anh ở Việt Nam bị tà linh nhập, mà cái tà linh nhập đó thì là mọi người trong nhà nói là cái tà linh nhập á là cậu của anh Lợi. Anh Lợi qua Mã Lai làm việc, anh Lợi có người cậu chết, và cái cậu này hồi còn sống thì dữ dằn hung tợn lắm. Cho nên khi mà ông này chết á, thì tự nhiên lại về lại nhập vô ba của Lợi. Mỗi lần mà nhập vô thì ông ba bố của Lợi là đánh đập những người thân trong nhà, là phá làng, phá xóm, phá đồ, phá đạc. Cho nên người ta phải xiềng ông ta lại. Thì anh Lợi qua Mã Lai tin Chúa xong rồi anh nhờ mọi người cầu nguyện. Một ngày nọ anh Lợi gọi điện thoại về nhờ một thầy truyền đạo gần ở bên làng đến để giúp nói về Chúa cho ba của Lợi. Thì bấy lâu nay ba của Lợi bị xiềng ở trong cái dây xích bự khóa như vậy thì không có đi đâu hết. Thì bữa đó ông thầy truyền đạo lái xe gắn máy đến gặp thì bà cụ trong nhà bước ra nói, ôi cảm ơn ông thầy đến, tôi dẫn mời ông thầy vô uống nước, xong rồi tôi mở cửa cái nhà của ông nhà tôi để mà phòng của ông nhà tôi để mà thầy truyền đạo làm chứng. Mở cửa ra thì quý vị thấy gì không? Chỉ còn cái dây xích còn lại à. Ông đã bẻ khóa và ông ta đã đi rồi. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng là có một người của Đức Chúa Trời sẽ đến làm chứng cho nên sợ bẻ khóa phá cửa tung đi mất, không làm chứng được cho ai. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông truyền đạo cũng nắm lấy cơ hội làm chứng cho bà cụ tin Chúa. Bà cụ tin Chúa rồi chờ mãi ông không về, thôi ông truyền đạo phải về. Khi ông truyền đạo trở về thì tối hôm đó cái tự nhiên điện thoại reo, cái anh Lợi ảnh mới nói là alo, ô con chết rồi, con ơi bố con bị cháy hồi sau ổng đi đó. Rồi tối khuya ông về, ổng
cái áo của ông bự vậy đó, ông nắm cái gì, ông giấu cái gì trong người của ông như vậy đó. Thì mọi người không biết gì, ông rút vô phòng chút xíu thì lửa cháy. Ông về thì ông tưới xăng lên người ông quạt xong quạt, ông đốt. Và khi ông đang đốt như vậy thì cái người rể chạy vào để cứu, thì ông tạt xăng lên cái người rể, chàng rể, người rể cũng bị cháy luôn. Hai người, ông bố với lại người rể bị cháy. Cảm ơn Chúa hàng xóm đã nhào vô, đã người thì đưa mền, người thì nước, người thì xối, xô đẩy hết và đã cứu hai người này. Nhưng mà cảm ơn Chúa qua cái điều đó thì ông này tỉnh hơn một chút và anh Lợi đã gọi điện thoại về để làm chứng cho bố của mình qua điện thoại. Thì anh Lợi kể như thế này: "Ê, thầy biết không, em gọi điện thoại em nói với bố em á, thì bố ơi, bố có quỳ chưa?" Thì bên kia mẹ em nói: "Ơ, bố con quỳ rồi đó, ông nói đi, giống như ông Trần Đạo, ông hướng dẫn tôi tin Chúa, bố nói đi, ông nói đi, Lợi ơi, bố quỳ rồi đó, con nói đi, con hướng dẫn bố tin Chúa đi." Rồi qua điện thoại thì Lợi đã hướng dẫn ông bố mình tin Chúa. Tin Chúa xong rồi thì Lợi, bởi vì đã được huấn luyện, Lợi nói liền: "Bây giờ bố tin Chúa rồi, bố phải nói theo con nha, bây giờ bố phải nói theo con, nói nè, tao nhớ danh Chúa Giêsu ở Nazareth, truyền lệnh cho mày, quỷ lui ra khỏi tao, mày không được ở trong tao nữa, mày không được nhập vào tao nữa, nhớ danh Chúa Giêsu ở Nazareth, amen." Khi truyền lệnh như vậy, quý vị biết sao? Ma quỷ nó sợ, nó không dám vô nữa. Và từ đó về sau là ông này không còn bị quỷ nhập nữa. Và để chúng ta hallelujah lớn tiếng cảm ơn Chúa. Một người mới tin Chúa chỉ nói nhớ danh Chúa Giêsu qua điện thoại mà quỷ nó không, nó sợ, nó đi luôn. Cho nên Chúa chúng ta có quyền lắm. Danh của Chúa Giêsu là danh có quyền. Khi một người thật lòng tin cậy, nương cậy nơi Chúa, kêu gào với Chúa thì Chúa đã làm việc. Bây giờ trước ông này tóc tai bù xù dơ giấy, cả tháng mới tắm lần, bây giờ thì gọi là sạch sẽ, gọn gàng, đẹp trai lắm. Và ai cũng đi đâu, ai cũng rất là thương, thích ổng. Và ổng đi đâu bây giờ ổng cũng nói về Chúa cho những người chung quanh làng của ông ta. Đó là những người mà khi chúng ta thấy anh Lợi là bức hình của một người kêu cầu với cấp cứu Chúa. Có nghĩa là nếu Chúa không giải quyết cho ba của con, cho bố của con, thì không thể nào mà gia đình này có thể sống được. Không thể nào mà con với mẹ con với tất cả mọi người chung quanh có thể sống được. Khi chúng ta đến với Chúa với một tinh thần cầu nguyện như vậy, quý ông bà anh chị em, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ nghe. Quý vị nghĩ ông Phi-e-rơ, ông có tà tà, ông nói: "Chúa ơi, con đang sắp sửa chìm đây, xin Chúa khi nào rảnh đến cứu con không?" Không có. "Chúa ơi, cứu con, cứu con." Có nghĩa là nếu Chúa không cứu con là con sẽ chết. Nếu chúng ta có một cái tinh thần cầu nguyện, nhờ cậy, nương cậy nơi Chúa như vậy, quý ông bà anh chị em, tôi tin chắc rằng Chúa thấy tâm lòng và cái sự thành tâm, sự khẩn nài, không phải là chỉ cầu nguyện thôi, nhưng mà khẩn nguyện với Chúa như vậy, quý ông bà anh chị em. Thứ nhất, muốn bước đi với Chúa trong bão tố, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa. Chúa nói gì về chúng ta và chúng ta vâng theo. Điều thứ hai, muốn đi bước đi với Chúa trong bão tố, chúng ta phải kêu cầu Chúa giúp chúng ta trong cơn bão tố. Và cuối cùng là muốn bước đi với Chúa trong bão tố, chúng ta phải luôn tôn thờ Chúa, luôn ca tụng Chúa, luôn chúc tụng Chúa là đấng làm ngưng cơn bão tố. Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi, các môn đệ ở trên thuyền quỳ lại Chúa và thưa: "Thầy thật là con Đức Chúa Trời." Một cái câu đó nói lên hết tất cả. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng làm ngưng cơn bão tố. Và Chúa là Ngài đấng làm ngưng cơn bão tố cho Phi-e-rơ và các môn đệ của Chúa khi Chúa đi bộ trên mặt biển xưa kia. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cũng có thể làm ngưng cơn bão tố trên đời sống, trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Dầu cơn bão tố đó là ở ngoài, ngoại cảnh hay là trong nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta tôn thờ Chúa, và điều quan trọng là chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta lúc nào cũng phải tôn thờ Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa. Chứ không phải đến nhà thờ là hát ca ngợi Chúa, rồi amen tùm lum hết, bước về nhà là chỉ là gọi là gì? Paris by night, Paris by day, ngày hát tối ngày, rồi chẳng bao giờ ca ngợi Chúa hết. Nói vậy tôi nghĩ chắc đụng chạm nhiều người lắm, tôi xin lỗi quý vị. Có nghĩa là vô nhà thờ thì ca ngợi Chúa mạnh mẽ, bước về nhà là chỉ nghe là
tăng cổ vô duyên không? Giao duyên, xin lỗi. Không, chứ mình không có chú ý, không có hát gì về Chúa, không muốn nghe nhạc thánh, không muốn nghe bài giảng, không nghe gì. Tối ngày đến nhà thờ thì amen, ca ngợi Chúa, chúc tung Chúa. Về tới nhà là toàn là nhạc đời, không, toàn là phim đời, toàn là những cái gì mà không thuộc về Chúa. Chúng ta phải tôn thờ Chúa qua cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ khi nào Chúa làm gì xong thì tôi mới tôn thờ Chúa, mới ca ngợi Chúa. Có một bài hát của cô Quentin Corder, Thiên Kiều Giang, cô sáng tác cái bài hát là Xin Chúa bước vô thuyền. Chúa ơi, khi Chúa bước vào trong thuyền thì sao? Sóng gió yên lặng, phải không? Nhưng mà hơn thế nữa, tôi nghĩ ngoài cái bài hát Xin Chúa bước vào trong thuyền của con Chúa ơi, nhưng mà xin Chúa nắm lấy tay lái của chiếc thuyền này. Con xin giao lại, bấy lâu nay con lái mà chiếc thuyền này, nhưng mà con không điều khiển được chiếc thuyền của con. Khi sóng to, gió lớn, con xin giao cho Ngài. Có một người họ kể như thế này. Trên một chiếc du thuyền rất là lớn, thì một cái loa nổi lên nói là xin cảnh báo cho tất cả hành khách, sắp sửa có một cơn bão rất là lớn, cấp rất là to để nổi lên và rất là nguy hiểm. Xin mọi người về phòng của mình và mọi người bằng áo phao vào. Thì mọi người lo sợ chạy tới chạy lui. Thì có một cô bé dung dăng dung dẻ cứ chạy tới chạy lui hát, không chẳng biết gì xảy ra. Mọi người nói, ê em ơi, con ơi, con về nhà, con của ai? Dạ con ở phòng, ở nhà, đi với bố của con. Con về phòng đi, con phải bận áo vô. Nó cứ tiếp tục hát. Chứ mọi người nghĩ chắc có lẽ cô bé này bị lỏng dây hay là bị gì đó, mát hay là bị điên hay gì đó. Và tại sao không nghe? Thì sao cũng có một cái người họ chặn cô bé lại, cô nói, con ơi, con có biết là chúng ta sắp chết không? Chúng ta nguy hiểm lắm, chúng rất là nguy hiểm mà bão sắp sửa xảy đến, con có hiểu không? Nó nói, dạ con biết. Tại sao con không về phòng? Tại sao con bận áo vào? Bởi vì ba con là thủy thủ, ba con là thuyền trưởng, là captain của chiếc thuyền này. Con đã đi với bố con nhiều lần lắm. Lúc nào có bão to sóng đâu, thì bố của con rất là giỏi. Bố của con lái tàu bao nhiêu năm nay kinh nghiệm. Và bố của con có thể lái chiếc tàu này, thì con không lo gì hết. Chúng ta cần trở nên giống như cô bé đó. Chúa của chúng ta là đấng tạo dựng nên cuộc đời chúng ta. Ngài có thể lèo lái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải nhường cái quyền làm thủy thủ cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Thứ nhất, chúng ta tóm tắt lại. Thứ nhất, muốn bước đi với Chúa, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa phán. Lắng nghe tiếng Chúa trong bão tố, kêu cầu Chúa giúp cơn bão tố, và cuối cùng là tôn thờ Chúa làm ngưng cơn bão tố. Tôi kể câu chuyện ngắn của Thầy Lan này, tôi kết thúc ở đây. Thầy Lan á, thầy tin Chúa ở Mã Lai, khi trở về Việt Nam thì gia đình của thầy nói là nếu thầy không quỳ xuống lạy cái mộ của ba thầy trong cái ngày đám giỗ đó, lễ giỗ đó, thì họ những người trong họ hàng á sẽ gậy gộc dao búa, sẽ gọi là xử cho thầy một trận. Xong xuôi rồi hứa rằng á, họ dọa rằng á, họ sẽ xin thầy một tí huyết để vào trong một cái chén, một cái tô, và dâng lên bàn thờ cho bố của thầy để tạ tội đứa con bất hiếu đã không lạy được bố mình một lạy. Cô sợ có gọi điện thoại cho tôi hỏi thầy ơi phải làm sao đây. 3 giờ sáng tôi nói tôi cũng đâu có biết làm sao, thầy để chờ 1-2 tiếng nữa thầy gọi lại. Nó không được đâu thầy, giờ em chỉ có nửa tiếng rồi em quyết định, một là em ở lại, hai là em phải đi, chứ không là họ xử em á. Tôi cầu nguyện. Sau đó Chúa cho chúng tôi những cái câu kinh thánh rồi chúng tôi chia sẻ với thầy Lan. Thầy nói vào thầy như thế này: nếu em cầu nguyện mà bình an em ở lại, nếu em cầu nguyện mà cảm thấy không bình an á thì em đi. Thì tôi gọi, sau đó tôi 1-2 tiếng tôi gọi lại thì thầy cúp, không gọi được. 3 ngày sau thầy gọi cho tôi một số mới, thì tôi nói thầy ơi, em sau khi em nghe thầy nói xong em cầu nguyện là em thấy ở lại không bình an gì hết, em sợ em ở lại nguy hiểm cho em, cho vợ em, rồi họ là thầy nghĩ em nghĩ thầy họ sẽ đâm em một dao để mà xin tí huyết là làm thiệt á, bởi vì những người bà con em họ dữ lắm, họ nói là họ làm mà, họ nói họ phải xử đứa con bất hiếu này. Thành ra em đi, bây giờ em đã đi miền Trung, em vô miền Nam là về nhà em lại rồi. Người nói cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho ảnh. Cái tôi định cấp điện thoại, nó nói, thầy em quên chia sẻ cho thầy. 3 giờ sáng em ra đi sau khi em nói chuyện với thầy, cỡ chừng 4 giờ em rời nhà em đi đến trạm xe buýt để mà chuẩn bị đi lấy xe đò về đó, chờ đó để sáng hôm sau về đó. Thì trên đường đi thì em gọi một cái người bà con thân của em mà thương em lắm. Thì cái người bà con đó là không có chống em, họ thuận em có làm chứng cho anh này rồi.
mà người bà con này chưa tin Chúa, thì ảnh chở em đi, thì ảnh lái xe phía trước, thì em ở phía sau em nói về Chúa, em nói liên tục như vậy cả tiếng hồ đến cái chỗ của Tâm Sơ Đò. Thì hai anh em quỳ xuống, em hướng dẫn cho người đã tin Chúa là thầy ơi. Tôi nói ô amen, cảm ơn Chúa, trong sự bắt bớ thử thách như vậy mà danh Chúa vẫn được vinh hiển. Và cái người mà hướng dẫn chở cái thầy Lan ra tới bến xe đò thì đã mở lòng tin nhận Chúa. Thành ra chúng tôi cảm ơn Chúa những gì Chúa đã làm tại Mã Lai. Và cảm ơn Chúa vì đây là cái bài học mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Và cái slide cuối cùng là kết thúc cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ cái bài học và tóm tắt của chúng ta. Làm sao bước đi với Chúa trong bão tố? Thứ nhất, phải lắng nghe tiếng Chúa phán với chúng ta trong cái náo nhiệt, trong cái ồn ào, trong cái nguy hiểm của bão tố. Thứ hai, hãy kêu cầu Chúa cứu giúp chúng ta trong cơn bão tố. Thứ ba, hãy tôn thờ Chúa đấng làm ngưng bão tố cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con để chúng con làm theo những gì Chúa dạy chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.